Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị cái cách mà ngồi thiền, cái cách mà niệm Phật, cái cách mà khởi tâm từ, cái cách mà chúng ta trì chú để mình lặng tâm, để mình vượt qua những cái thử thách của cuộc đời. Ví dụ như có bị người ta chửi, có bị người ta mắng, có bị oan ức, có bị là người ta lừa gạt, có bị người ta ăn hiếp, có bị đau bệnh, có bị sợ hãi, thì mình vượt qua một cách dễ dàng hơn nếu hàng ngày chúng ta có thứ nhất là chánh niệm, thứ hai là chúng ta có tọa thiền, thứ ba là chúng ta có niệm Phật, thứ tư là chúng ta có trì chú, thứ năm là chúng ta có rải lòng từ thương yêu pháp giới chúng sanh. Nên quý vị là đầu tiên là chúng ta tập chánh niệm. Tập chánh niệm có nghĩa là tập rõ biết mình. Ví dụ mình làm gì mình tập, mình rõ biết mình. Mình đem cái biết, thay vì mình biết cái thế giới quan xung quanh ở bên ngoài, bây giờ mình đem cái biết về mình biết tự thân của mình. Ví dụ như đi từng bước một, dở chân lên, mình biết dở chân lên, đặt chân xuống, biết đặt chân xuống, bước đi dài, mình rõ biết bước đi dài, bước đi ngắn, mình rõ biết bước đi ngắn. Chúng ta đang ăn, chúng ta rõ biết chúng ta đang ăn, đang uống, rõ biết đang uống. Khi chúng ta uống nước đi vào ở trong cơ thể, chúng ta biết nước đi vào ở trong cơ thể. Chúng ta lạnh, chúng ta rõ biết lạnh. Chúng ta nóng, chúng ta rõ biết nóng. Mình tập chánh niệm như vậy, nó có cái hay cái chỗ. Nếu chúng ta có chánh niệm thì tâm mình không có loạn động, không có loạn tưởng. Mà tâm không có loạn động, không có loạn tưởng thì mình khỏe lắm, không có mệt. Nhằm khi mình suy nghĩ lung tung, cái tâm mình nó loạn động, tâm mình nó loạn tưởng, mình suy nghĩ lung tung, cái nó làm cho cái thân của mình dễ bị tà khí ở bên ngoài nhập vào, dễ bị nội tà ở phía bên trong nó đánh ra. Cho nên mình thường hay mình quan sát, mình hiểu lấy mình, mình biết lấy mình. Thì chính những cái mà mình quan sát, mình hiểu lấy mình biết lấy mình, thì những cái này nó sẽ làm cho mình nhẹ nhàng, thanh thản. Do đó mình tập nha. Mà hay lắm, cái này nó cũng không mệt nữa. Ví dụ như thầy đi ở trên núi, người ta đi người ta mở, người ta thở dốc à. Còn mình đi từng bước lên. Mình đi mình biết cái chiếc chân của mình giống hệt như điếm bước chân. 1, 2, 3, tới 10 mình điếm lại. Mình đi mình để ý từng cái bước chân mình, nói chung là mình rõ biết. Chứ chẳng qua là mình nói cuộc sống là như là mình đang để ý cái bước chân của mình. Dù mình đi lên để ý bước chân, đặt xuống mình để ý bước chân của mình. Vậy mình không có mệt. Đi 3, 4, 5 cây số lên núi, ví dụ như lên núi Bà ở trên Tây Ninh, dù lên núi Ông ở trên An Giang. Như vậy thì là mình lội lên, rồi mình lội xuống, đều đều, không nghỉ ngơi gì hết, mà nó vẫn tỉnh bơ à. Còn những người khác thì họ thở dốc, họ thở lắm, họ mệt lắm. Tại vì họ không có sự chánh niệm. Nên mình có chánh niệm là cái tâm của mình nó nhẹ lắm. Có chánh niệm là mình cảm thấy là cái thân của mình nó cũng nhẹ theo nữa. Nên mình tập chánh niệm. Mà chánh niệm muốn tập được thì phải có như lý tác ý.
Có nghĩa là mình nhắc nhở mình tu. Lúc nào mình cũng nhắc, hãy chánh niệm đi. Hãy chánh niệm đi, hãy chánh niệm đi, mình nhắc nhở vậy đó. Khi mà mình nhắc nhở vậy á thì nó mới nhớ chánh niệm. Chứ không phải tâm của mình á đưa ra ngoài tuốt luốt ở phía bên ngoài á. Tâm của mình á thường hay chạy theo cảnh. Hồi nhỏ tới lớn mắt để làm chi, để nhìn ra ngoài. Lỗ tai để nghe âm thanh từ bên ngoài. Cái lưỡi để nếm những cái vị của thức ăn từ bên ngoài, thức uống từ bên ngoài. Cái thân chúng ta rõ biết những cái xúc chạm từ ở bên ngoài vào trong thân của mình. Nhiều đời nhiều kiếp khi căn tiếp xúc với trần, mà trần nó nằm ở phía bên ngoài của mình, nên khi trần nằm bên ngoài của mình á, không cái gì thì là cái tâm của chúng ta sẽ hướng ngoại. Cái thức của mình á, ngủ song thức của mình á, sẽ hướng ngoại ra ở phía bên ngoài. Và chính hướng ra phía bên ngoài đó nó làm cho mình mệt nhoài, chạy theo cảnh, và mình sanh nhiều cái lỗi tâm phiền não khác nhau, và tạo nhiều cái nghiệp chướng, tạo nhiều cái nghiệp lực khác nhau. Cho nên á, mình mỗi khi chánh niệm là chúng ta hướng về tâm phía bên trong, có nghĩa là quay lại nhìn mình. Đây là một cái điều nói là nó khó lắm thì không phải là khó lắm, nhưng mà nó đi ngược lại cái thói quen của mình. Cái thói quen của mình á là nhìn ra ngoài, ngửi bên ngoài, nếm bên ngoài, hướng về bên ngoài không à. Không có cái thói quen hướng về ở phía bên trong của mình. Nên khi mà mình quay lại, mình hướng về phía bên trong của mình đó, gọi là hồi quang phản chiếu. Nên mình hồi quang phản chiếu, mình quay lại đó, quý vị hay lắm. Cái phước báo công đức nó cũng sanh ra từ ở đây. Thất Bồ Đề Phần cũng là từ niệm giác chi mà ra. Do đó mà chúng ta quay lại, chúng ta niệm, chúng ta nhìn thấy rõ những cái gì nó đang diễn ra, đang xảy ra. Ở trên thân của mình là thô, ở trên tâm của mình là tế. Nó quay lại, nó xem, nó xét tất cả những cái đó. Nên á, mình tập chánh niệm thì mình sẽ được nhẹ nhàng, được thanh thản và được nhiều công đức. Quý vị tập đi, rồi chúng ta sẽ thấy. Cái đó là cái thứ nhất, chúng ta tập chánh niệm để mà vượt qua những cái gian nguy thử thách, vượt qua những cái gian truân, vượt qua những cái gọi là phiền não của cuộc đời này mà nó đem tới, nó gán cho mình bằng phương pháp chánh niệm. Cái thứ hai nữa là phương pháp tọa thiền. Tọa thiền á, là phương pháp thiền định, ta gọi là thiền samatha, tức là thiền định. Thiền định á, thì chúng ta dán tâm trên các cái đối tượng, cái đó là người ta đi cao siêu rồi, để người ta được cái trạng thái samadhi, tức là một cái trạng thái định của tâm. Còn đằng này chúng ta ngồi tĩnh lặng thôi, ngồi tĩnh lặng để tâm được thanh tịnh mà thôi, mang tính chất là thiền quán và buông xả. Cái đó là tập cho những người sơ cơ, tập cho những người mà chúng ta muốn an tâm, không muốn cuộc đời này nó lôi mình vào trong những nẻo bất trắc, nẻo gian nguy. Khi gặp khó khăn, khi gặp thử thách, khi mà gặp nạn tai, chúng ta sẽ vượt qua bằng cách chúng ta ngồi tĩnh lặng và hít thở. Cho nên á là chúng ta quan sát cái hơi thở của mình và hít thở bằng cái hơi thở bụng. Nhớ là quý vị á tập hít vào, phình cái bụng ra, thở ra xẹp cái bụng vào. Phương pháp này sẽ giúp cho cái bụng phổi của mình nở căng ra 80 khoảng 80 mấy cái mét vuông phổi đó, là nó sẽ căng ra, nó tiếp xúc với cái luồng oxy từ bên ngoài lấy vào qua cái hơi thở mình, miệng và mũi. Nên đó, đối với những người nào mà phổi yếu, bệnh về hô hấp hoặc là bệnh Covid, hậu Covid vân vân, nhất là cái hậu Covid này không quý vị, thì cái mà chánh niệm, cái mà ngồi tọa thiền này nè, nó rất là tốt mà cho cơ thể. Tại vì khi mình hít vào thở ra, mình tập thở
để lặng tâm thôi, mình tọa thiền thôi, chứ chúng ta không có thiền định của Samatha bằng cách là chúng ta quán các đề mục về Kasina hoặc đề mục kỷ niệm, đề mục tùy niệm, đề mục hoàn tịnh đâu. Chúng ta không quán cái đó, mà chúng ta chỉ chọn phương pháp tùy niệm của hơi thở. Mình quán bằng cách đó là chúng ta tập thở đều, hít vào cho mạnh lên, hít vào. Hít vào thì cái bụng mình phình ra, tức là mình tập phình bụng ra, thở ra mình xẹp cái bụng vào. Hít vào mình tập phình bụng ra, thở ra mình xẹp cái bụng vào. Hít vào mình phình cái bụng ra, thở ra xẹp cái bụng vào. Và chúng ta quan sát cái hơi thở nó đi ra, đi vào ở nơi mũi của mình, trên môi dưới mũi. Cái tư thế ngồi có thể là chúng ta ngồi một chân dưới, một chân trên như thế này. Tức là ta gọi là ngồi bán già. Có những người ta thích ngồi kiết già thì ngồi kiết già, tức là mình chéo một chân. Chân này chéo chân kia là kiết già. Ví dụ đây nè, là mình kiết già nè. Thấy không? Đây là kiết già. Còn một chân dưới, một chân trên á, gọi là bán già. Đây. Còn có những người á, ngồi không được nữa thì ta ngồi chân trước chân sau đây nè. Cũng được nữa. Rồi cái tay á, một tay để dưới, tay để trên, lưng mình hơi thẳng. Lưng mình hơi thẳng, thẳng cho nó dễ chịu, chứ không phải là mình thẳng mà nảnh ngực. Thẳng cho nó dễ chịu là được. Chồng các cái lớp lên. Nên cái người ngồi quen bán già thì quen bán già, người ngồi quen kiết già thì chúng ta kiết già. Còn cái người ngồi để chân trước chân sau thì để chân trước chân sau. Cái này chúng ta ngồi tĩnh lặng, chúng ta ngồi tĩnh lặng để tập cái hơi thở bụng của mình, và mình quan sát cái hơi thở để tâm mình được thanh tịnh, tâm mình được tĩnh lặng. Như cái lò nồi nước mà nó không sôi, cái mực nước nó chìm xuống, quý vị thấy không? Mình ngồi có thể tư thế này, có thể kiết già, có thể chân một chân đi ra ngoài, một chân trong như thế này đều được hết. Quý vị, cái tay của mình có thể đặt tay dưới tay trên, tay dưới tay trên, tay dưới tay trên, đây cũng được. Hoặc giả là chúng ta đặt hai cái tay lên á trên đây. Có thể người ta đặt kiểu này, có thể người ta đặt cái kiểu này, tùy à. Người ta đặt kiểu này thấy thoải mái thì đặt kiểu này, đặt kiểu này hoặc đặt kiểu này, tùy. Cái này là ngồi tĩnh lặng, quý vị có quyền chúng ta đặt. Rồi á, là những cái vị mà bị đau khớp, đau lưng, đau gối, đau chân, chúng ta có thể ngồi ở trên ghế. Mình ngồi trên ghế mình thả hai chân xuống, mình thả lỏng xuống vừa chừng cũng được, không sao cả. Quý vị nên mình đừng cố chấp một cái tướng nào mà mình tướng mình ngồi lâu và thoải mái. Ngồi phải trên 20 phút, đừng có ngồi dưới 20 phút thì nó chưa có lắng được tâm của mình. Mà chúng ta hãy ngồi từ 20 phút trở lên nha. Đó, ta ngồi thế này, và khi trước khi vào ngồi đó quý vị, ta nghiêng đầu về phía trước một chút xíu và mắt mình nhắm lại, khẽ khẽ nhắm lại, hít mũi thở miệng 3 lần. Như tất cả các phiền não, âu lo, sầu thương, oán giận nó bung ra khỏi cơ thể của mình. Rồi bây giờ ta hít vào. Hít vào phình cái bụng ra, thở ra xẹp cái bụng vào. Hít vào phình cái bụng ra, thở ra xẹp cái bụng vào. Bằng cách là chúng ta đặt tay trên bụng của mình, nhìn thấy có phải gì không nha. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Mình thấy cái tay của mình phình ra, phình vô, phình ra, phình vô, là mình đã làm đúng rồi đó. Để làm chi? Chúng ta thở là nhờ cái cơ hoành của bụng nó nâng ngược và lên, làm cho cái trái tim của mình nó bóp ít hơn một chút, là nó khỏe hơn của cái trái tim mình. Và đồng thời hết tất cả không khí đi vào trong phổi, nó đến đây thôi, tới cái đáy phổi của mình thôi. Chứ có nhiều người nói là chúng ta hít vào đây đi tới đan điền. Đi tới đan điền, đan là linh đơn, điền là ruộng, là cái ruộng thuốc ở phía dưới này là không tới nổi đâu, không tới nổi dưới rúng đâu. Tức là chúng ta chỉ có tới là cái cơ hoành này thôi, là với cái phổi của mình. Hết cái phổi này, hít vào phình bụng ra, thở ra hẹp bụng vào. Hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào. Tập đều đều đều, đừng ráng. Tập đều,
Quý vị tập đều đi dầm để ý cái hơi thở trên môi dưới mũi là chỗ này nè, hơi thở đó, ngồi để tay đây, để tay đây, để tay đây, để tay đây, đều được hết đó quý vị, không sao cả. Có nhầm người để đây nữa cũng được, nữa nhầm người để đây cũng được, để đây cũng được, không sao cả. Mình thấy thoải mái ngồi lâu, tâm thể nhẹ nhàng thoải mái là được. Ở đây chúng ta không có nhập định, mà ở đây là ngồi để xả trượt, ngồi á là để xả tâm trượt, để xả thân trượt, để lắng tâm, để tĩnh lặng của nội tâm. Đặc biệt là người ta tập cái hơi thở bụng để cho không khí đi vào trong cơ thể mình, nó bung cái lá phổi mình nó lớn hơn, để bề mặt tiếp xúc của oxy với cái phổi nó lớn hơn, để đi vào trong máu của mình nó đủ cái oxy hơn. Hít vào hình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào, hít vào hình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào, thở thở hít thở. Có nhiều người á, là hít mũi thở miệng, nhưng mà mình hít mũi thở mũi bình thường thôi, tại vì mình ngồi lâu. Rồi ai mà hít mũi thở miệng cũng được, không sao cả. Nhưng mình theo dõi hơi thở, hít mũi thở mũi, theo dõi hơi thở đây nè. Và đồng thời bụng phình lên, xẹp xuống, phình lên, xẹp xuống, bụng lên, xẹp xuống. Mình tập một vài tháng nó tuyệt vời lắm. Tập đó làm thể dục cho trái tim, mình là thể dục cho cái phổi của mình. Nhất là các cái bệnh về đường hô hấp á, nó có thể chống chọi lại, nó làm tăng đề kháng, tăng khả năng hoạt dụng của cái phổi mình lên cao hơn, để làm cho á, là mình được tốt hơn về mặt sức khỏe. Nếu chúng ta cộng với cái ngồi mà tọa thiền tĩnh lặng như thế này, để cho tâm mình được bình an, quý vị á, tập đi. Rồi nếu mà tâm mình bị bức xúc, nên có một cái cô Phật tử, ông chồng á, ông quen vợ bé, ông về ông làm khổ, ông chửi ông mắng, rồi ông làm tùm lum hết. Rồi cô này vừa ghen vừa tức, vừa gọi là rối, vừa lo vừa sợ, tất cả các cái làm cho cô á, gọi là như đầu óc nó bị căng thẳng, nó bị stress, muốn chuyển qua trầm cảm luôn, phải uống thuốc ngủ mới ngủ được, còn không uống thuốc không ngủ được. Cái thầy chỉ là tập cái hơi thở như thế này, hít vào thở ra, chú tâm vào ở trong cái hơi thở này thôi, hít vào thở ra, phình lên xẹp xuống. Và mình có một cái tác ý là mình hãy cố gắng làm như vậy, và hãy bỏ hết tất cả các việc ở trên đời này đi. Đời đâu có chi mà tồn tại, đạo lâu bền Phật đến mới hay, tà tà bóng ngã về tay, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không, đời là khổ là lao là lý, sao không nhanh chân về nơi huyền bí thâm sâu, thâm thâm vi diệu mới màu, trong lòng có Phật mới qua cầu tử sanh. Nè, có thấy không? Cho nên á, mình cứ nhẹ nhàng thanh thản thôi, mình không có thương mình thì không có ai thương mình hết đó. Quý vị bây giờ á, mình sầu thương, mình oán giận, mình khổ, mình đau thì bệnh mình chịu à, chứ người ta đã đi rồi, ai đưa con sáo sang sông bay qua bay lại, mất công bay về nó bay bay luôn. Nên á, mình cha mẹ sanh ra cái thân này, rồi với cái tâm này của mình, nên mình phải bảo vệ lấy nó để làm chi, để làm việc nghĩa cho cuộc đời, để sống hết cái cuộc đời. Nếu mà người nào còn quay lại con đường theo Phật mà tu nữa thì còn tuyệt vời nữa, quý vị. Cho nên á, là cuộc sống này vốn dĩ nó không phải là đau khổ, mà đau khổ cái chỗ là người ta chấp thủ cuộc sống này mà thôi. Nên cái ngồi tọa thiền, hít hơi thở, phình lên xẹp xuống, phình lên xẹp xuống cái bụng nè, mình thấy có gì chứ, mình xả nhiều cái mà nó nặng nề ở trong lòng, ở trong tâm của mình lắm, mình xả bỏ nó dễ dàng lắm. Nè quý vị, nên là chúng ta hãy tập đi, rồi mình sẽ thấy cái sự dễ dàng của nó sẽ đem lại một kết quả mỹ mãn, đem lại một cái điều tốt đẹp cho mình. Cái điều thứ ba quý vị là chúng ta tập niệm Phật. Cái người mà tập niệm Phật á, coi vậy chứ niệm Phật cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu, tại vì mình niệm ma niệm chúng sanh nó quen rồi. Bây giờ mình quay lại mình niệm Phật, thường thường ta niệm Phật A Di Đà, Phật Bổn Sư, Phật Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm. Cho nên có nhiều người dùng chuỗi, có nhiều người không dùng chuỗi nha. Có nhiều người á, ta niệm trong đi đứng nằm ngồi, có nhiều người ta niệm trong lúc mà ta tĩnh tọa mà niệm. Tĩnh tọa mà niệm có gì chứ nó sâu sắc nhất, là dễ giúp tâm nhất. Niệm Phật để chi? Để hàng phục tâm ma của mình. Tâm của mình loạn động,
tâm của mình sầu thương, oán giận, tâm của mình buồn khổ. Bây giờ chúng ta quay về, chúng ta niệm Phật. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Có nhiều người, người ta chắp tay người ta niệm, có nhiều người, người ta để tay người ta niệm, có nhiều người, người ta lần chủ người ta niệm, được hết không sao hết nói gì. Nhưng cái quan trọng là nếu chúng ta niệm ra tiếng thì miệng niệm lỗ tai nghe, thì chính cái đó nó làm cho mình nhiếp tâm, làm cho bớt đi cái phiền não từ ở bên ngoài vũ trụ nó hiện diện ở trong tâm của mình. Ví dụ như mình em A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật, hoặc là Nam-mô-bổn-sư-thích-ca-mâu-ni-phật, Nam-mô-bổn-sư-thích-ca-mâu-ni-phật. Có nhiều người niệm tiếng Bali cũng được, tiếng Mỹ cũng được nữa. Ví dụ như Nam-mô-sa-ca-bu-đà, hoặc là Nam-mô-tassa-pha-ra-va-tô-a-ra-ha-tô-sa-ma-sa-mbu-tha-sa, Nam-mô-tassa-pha-ra-va-tô-a-ra-ha-tô-sa-ma-sa-mbu-tha-sa, Nam-mô-tassa-pha-ra-va-tô-a-ra-ha-tô-sa-ma-sa-mbu-tassa. Ví dụ như mình niệm, cứ niệm, cứ niệm, cứ niệm, mà miệng niệm tai nghe. Còn nếu mà chúng ta không có tiện niệm ra tiếng thì là mình niệm ở trong tâm của mình, thầm trong tâm mình, mà mình phải để ý cái tâm mình nó nghe từng cái tâm niệm một ở trong cái hành quẩn. Niệm là ở trong hành quẩn mà. Như vậy gọi là niệm và tưởng. Niệm thì thuộc về hành, tưởng thì thuộc về tưởng. Tưởng là hình ảnh, niệm là chúng ta hướng tâm về, chúng ta nghĩ tới, rồi chúng ta tưởng tới, hai này cộng lại nhau gọi là niệm tưởng. A Di Đà Phật, 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 hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, 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 hoặc là Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Tham Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Tham Bồ Tát, Nam Mô Quán 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 Tham Bồ Tát. Chúng ta ngồi lặng tâm, nhắm mắt lại, mình đối diện với mình, từng câu niệm một lắng động tâm tư, nó có thể hóa giải được các cái phiền não loạn động ở trong tâm của mình. Vì người ta chửi, người ta mắng, vì con quậy, vợ quậy, chồng quậy, vì người ta ăn hiếp, giật hụi, giật nợ. Và mình thường hay quán cái vô thường đó quý vị. Cuộc sống này nó như những cái lá thôi, những cái lá vàng rơi thôi, không lạ gì hết. Từ một cái lá xanh rồi nó rơi thành cái lá vàng, nó mục, nó rơi về với cát bụi hết. Thì tất cả những thứ ở trong cuộc đời này nó cũng như cát bụi, nó là bị ánh nắng mặt trời chiếu vào thì một ngày nào đó nó cũng bị tàn phai theo năm tháng mà thôi. Không có cái gì có thể còn mãi dưới ánh sáng của mặt trời cả. Nên Đức Phật dạy trong Kinh Kim Cang, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Thường hay quán sát những cái gì chúng ta thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được thì nó thay đổi liên tục, nó thay đổi liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Nó, và cuối cùng nó trở về rã tàn với cát bụi, không còn bất kỳ cái gì ở trên đời này cả. Như vậy, mình có sầu, có thương, có buồn, có giận cũng chả có làm gì, chả có được gì hết. Thôi người ta xả đi. Bể ái hà là dây quan nghiệt mà. Danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Cho nên những cái trong cuộc sống này chúng ta càng chấp thủ thì càng đau khổ mà thôi. Nên ta xả bỏ nó đi. Quý vị nên thường xuyên niệm Phật, dình câu niệm Phật Di Đà trần gian, ráng niệm cho mà rình đi. Chữ Nam niệm phải ngữ si, chữ Mô niệm phải từ bi trong lòng, chữ Di tâm phải sạch trong, chữ Đà là niệm đến đại đồng, nghe chưa. Chữ Phật là sớm muối chiều dưa, an tâm tịnh tọa sớm trưa tu hành, ăn chay niệm Phật làm lành trong lòng, có Phật đắc thành mai sau. Quý vị đó, hoạt động ta niệm Phật. Có nhiều người ta thích chị chú,
À, cho nên ông thích niệm Phật, có quý vị chỉ chú cũng được thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta không trì chú theo mật tông của Tây Tạng, là chúng ta phải làm lễ quán đảnh, mà chúng ta trì những câu chú mantra, tức là những câu chú để như câu niệm Phật để lắng động tâm mình thôi. Ví dụ như có nhiều người ta tụng một bài chú Đại Bi, tụng một cái chú chuẩn đề, hoặc tụng thậm chí tụng chú giảng sanh, hay là chú ngắn hơn lục tự đại minh chân ngôn cũng được. À, quý vị, hoặc là chú thất Phật diệt tổ chân ngôn, ly bà đế cầu ha đế đà ra đi đế ni ha la đế tỳ ni đế đế ma ha già đế chân năng nhận đế ta bà ha. À, hoặc là chú thủ lăng nghiêm cũng được, án ra na lệ tỳ sát đệ bể ra sa bạc sa ra đà ri bằng đà bành nà nể bạc sa ra bán đi phấn hồ hậu luôn phấn ta bà ha. À, cũng được. Hay là chúng ta tụng chú chuẩn đề, kệ thủ quy y tô tất đế, đầu diện định lệ thất cú chi, ngạ kim xưng tán đại chuẩn đề, duyên nguyện từ bi thủy gia hộ, nam mô tát đa nẵm tâm miểu tâm bồ đề cu chi nẵm đát điệt thà án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Đều được hết đó quý vị. Nhưng mà quý vị nhớ là trì chú phải nhiếp tâm. Nhiếp tâm có nghĩa là gì? Nhiếp tâm có nghĩa là chúng ta đưa tâm về, chúng ta nghe từng câu chú, hoặc chúng ta đưa tâm về, chúng ta nghe từng câu chú ở trong tâm, níu niệm thầm, tụng chú thầm và tụng chú đi ra ngoài. Nếu một mình ở giữa không gian bao la rừng núi như thế này, quý vị, thì chúng ta sẽ tụng mà mình nghe. Ví dụ như mình chắp tay, có người tụng chú kiết ấn, ví dụ như ấn bổn sư nè, rồi ta là kiết ấn quan âm nè, vân vân, rồi là kiết ấn ấn chuẩn đề nè, tỳ ha. Ví dụ người ta tụng chú chuẩn đề, người ta kiết ấn chuẩn đề. Kệ thủ quy y tô tất đế, đầu diện định lễ thất cu chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, với nguyện từ bi thị gia hộ, nam mô tát đa nẵm tâm miệu tâm bồ đề cu chi nắm đắc địa tha án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Nếu quý vị kiết ấn thì chúng ta hãy xả đầu nha, đừng có bung ra ngoài, thì những cái xung quanh người ta sẽ quán hận mình. Còn không thì chúng ta kiết ấn quan âm nha. Ấn quan âm là ôm mình đi bắt mày hòm, 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 ôm mình đi bắt mày hòm. Hay là chúng ta ấn bổn sư đây bình thường thôi, là ấn bổn sư là đây nè, là ấn bổn sư thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni, nam mô hắc ra na đa ra già già, nam mô a ri gia bà lưu yết đế bát ra già đê đắc đồ bà già tắc đồ bà già a ca ha lô ni ca già bàn ra phật về na đó nam mô kiên đồ ha mong a gia lô đê đắc bát ra đăng đà bà nam mô na ra cấn trì hê rì ma ha bàn đắc sa mê tắc bàn a tha đầu du bàn a thề dựng tắc bà tắc bà a ma bà già ma phật đạt đậu đát địa tha án a ba lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rì ma ha bồ đề tắc đọa tắc ba ma ra ma ra ma hê rì đà dựng cù lô yết mông đồ lô phạt xà gia đế. Tức là mình chi tụng đó mà cái tai của mình á, nghe từng cái lời tụng của mình thì nó hay lắm, và làm cho tâm mình rúng động, rúng động tâm tư. Rồi chúng ta lúc mà mình trì mình tụng đó, cái gì có chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên, Long Thiên Hộ Pháp, chư Thần gia hộ cho mình, làm cho mình được bình an, các ngài hộ thể, hộ tâm cho mình được bình an mà tu tập. Thì chúng ta trì chú vậy đến chi? Để đem tới lặng tâm, đem tới là xả bỏ những cái sầu, thương, oán, giận ở trong lòng của mình. Rồi là mình tập cái tâm từ khi trong cuộc sống, tập tâm từ bi thương yêu nó khó lắm. Ghét ta dễ chứ thương khó lắm. Nên mình thấy người ta già bệnh chết, mình thấy người ta mang kiếp sống con người đầy những bất trắc, đầy những vô thường, mình phát lên một cái tâm mình thương yêu họ. Thật sự mình thương yêu họ. Nên khi mà mình gặp ai đó quý vị, mình chưa có tiếp xúc, mình chưa gì hết, mình rải tâm từ đi. Mình rải tâm từ bao lấy họ, tất cả cái từ bi thương yêu. Từ là thương yêu, thấy chúng sanh khổ, bi là cứu chúng sanh khi chúng sanh đau khổ. Chúng ta khởi lên một cái tâm từ cho muôn loài vạn vật chúng sanh luôn. Mình nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia hộ cho ngày hôm nay con, tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, phát lên tâm từ rộng rãi thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh. Từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên cạn, từ loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới, con biết từ bi thương yêu và tha thứ cho tất cả các loài chúng sanh được. Xin mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia hộ cho chúng con đủ lòng thương yêu. Nên là mình thương yêu vậy, và mình tập quán tưởng
thương yêu thân của mình, tôi thương bạn, I love you, tôi thương bạn, rồi mình phóng cái tâm mình ra. Tất cả thế gian mình ngồi đó trước khi đi ngủ mình 5-10 phút, khi thức dậy 5-10 phút mình tập như vậy đó, rồi hàng ngày mình tập. Khi tiếp xúc với bất kỳ ai, mình sẽ khởi lên tâm từ, bao lấy họ liền, bao lấy họ liền, sẽ thành tựu được cái đó. Thì là cái tâm mình ha, được nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Còn nếu mà cái người nào muốn vượt qua những cái khó khăn, những cái mà đau khổ trong cuộc đời này, để tâm mình đừng có stress, đừng có trầm cảm cái gì, chúng ta phát tâm giữ giới. Phát tâm giữ giới, phát tâm trước tiên là giữ 5 giới, phát tâm 2 giữ 8 giới, phát tâm giữ thử ngày, cái ngày đó dứt phát không bao giờ sát sanh, dứt phát không bao giờ trộm cắp, dứt phát không bao giờ tà dâm, có nghĩa là tà hạnh dâm dục, không là mình không có lấy vợ lấy chồng của người ta ngoại tình ở ngày đó, rồi mình không nói dối, nó qua lại, nó đâm thọc, nó ác khẩu, rồi ngày đó là chúng ta không có uống rượu bia các chất gây nghiện, chúng ta sống trong sạch ngày. Nếu cái người nào mà tập tâm á ăn chay nữa, nghĩa là có người ta là ăn chay rằm với mùng một, có người ta tập ăn chay á lại tháng giêng tháng bảy tháng tư tháng mười gì đó, ăn thua người ta tập. Ví dụ tháng giêng là rằm thượng quân, tháng bảy rằm trung quân, tháng mười rằm hạ quân, tháng tư là tháng Phật đản, nên ta tập người ta ăn chay. Hay là người ta tập ăn chay tháng cuối năm tháng 12, hay là người ta tập ăn chay cái tháng đầu năm, vân vân, để chi? Để bớt sát sanh sinh mạng của chúng sanh. Dĩ như thay chết hằng còn, từ xưa để lại nên hòn núi cao. Cái bụng mình như vậy thì chứa nhiều cái xác chết ở trong đó. Bây giờ là mình tập ăn chay ăn lạc để mà mình bớt sát sanh đi, để cái lòng từ bi thương yêu đó nó to lớn hơn, nó rộng lớn hơn, nó mênh mang hơn, nên trải rộng khắp trời đất không gian bao la. Nên chúng ta tập chánh niệm, chúng ta tập tọa 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 thiền hít thở, chúng ta tập niệm Phật nhiều chừng nào tốt chừng đó, đi đứng nằm ngồi đi đâu chúng ta cũng niệm Phật hết. Rồi ở nhà chúng ta tập trì chú. Có nhiều người là thôi bây giờ mình tập nhiều thứ vậy được không thầy? Chọn một cái tập hoặc chọn nhiều cái, quan trọng là thời gian lẳng lặng tâm nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Cái nào nhiều thành thói quen, lẳng lặng tâm nhiều thành thói quen, động tâm nhiều thành thói quen. Nên cái gì mà thói quen lẳng tâm là thói quen tâm thanh tịnh là tốt. Còn cái thói quen mà chúng ta động tâm, thói quen mà phiền não, thói quen mà căng thẳng thì thói quen đó là thói quen xấu, thói quen với tâm ác. Tham, sân, si là cái thói quen xấu. Cho nên á, có tu là tốt, giữ được lòng tin đối với Phật là tốt. Rồi nếu mà chúng ta còn á, tập cái thói quen lại Phật nữa thì còn tuyệt vời nữa quý vị. Sáng sớm ta lại bao nhiêu lại, mấy chục lại cũng được, tối lại mấy chục lại cũng được, niệm Nam Mô A Di Đà Phật lại xuống lại đầy lòng là sám hối tội lỗi của mình, đối trước Phật tiền thành tâm sám hối. Quý vị sớm chịu đó tuyệt vời lắm đó quý vị. Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất, sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành vì con mà cha mẹ cam đành, giết loài muông thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mặt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Quý vị, cho nên á là mình á là sám hối hàng ngày gì thì nó còn tuyệt vời nữa quý vị. Do đó mà hôm nay á thì thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị một số cái cách ở trong nhà Phật để chúng ta khống chế cái tâm phiền não, khống chế những sầu lo hờn giận ghét ghen trong cuộc đời, để tự mình thương mình, tự mình tồn tại một cái sự sống, tự mình tiếp tục sống để lo cho gia đình của mình, lo cho xã hội và lo cho bản thân của mình tu tu hành. Xin chúc
cho quý vị thành công trong cái con đường trở về với Phật. Luôn luôn lúc nào cũng biết yêu thương tất cả mọi người và sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.